Anh có cho tụi đàn em tới quậy phá quán bar của thằng Tùng không vậy? Anh rất thèm đập nó một trận, nhưng mà ông không cho làm sao anh dám làm chuyện đó. Vì đám nào dám làm chuyện động trời này chứ. Mới hồi nãy nè, tụi nó đâm chém tưng bừng ở ngoài quán bar của thằng Tùng đó. Trước sau gì nó cũng hiểu lầm rồi tìm cách trả thù mình. Rồi anh ba lại hiểu lầm là em với anh gây ra chuyện này nữa. Rắc rối chưa. Mẹ nó bực mình thiệt chứ. Cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng. Kệ nó đi, tới đâu hay tới đó. Mình không có làm mà sợ gì. Tốt nhất là em nên báo chuyện này cho anh ba biết đi. Chắc gì anh ba tin mình chứ. Bọn thằng Tùng chắc chắn sẽ trả đũa chuyện này. Giờ anh tính sao đây? Còn tính sao nữa. Tăng cường lực lượng phòng vệ, sẵn đó xử nó luôn. Mình làm đúng thì mình không có sợ phạm luật. Thằng Tùng nó đâu có ngu dại gì xuất hiện cho anh thịt nó. Em chỉ sợ nó làm liều thôi. Sợ cái gì? Nó biết thế lực của anh ba mà, làm sao nó dám làm liều. Yên tâm đi, nó không có dám làm gì đâu. Thôi, vô vũ trường làm tiếp đi, rồi về nhà ngủ cho ngon. Đi đi, mọi chuyện cứ để anh lo. Ừ, thôi em về đi. Sao mày?